Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay mình đang đứng trước nhà thờ Bà. Hôm nay mình đến viếng Đức Phaolô, Tổng Phaolô. Mình sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái quang cảnh của nhà thờ Đức Bà. Các bạn thấy không? Bây giờ là ngày thứ sáu. Xung quanh có lực lượng, xung quanh có cái lực lượng tuần tra rất là chặt để mà bảo vệ, hàng vòng vây bảo vệ. Tôi được biết thì ở Việt Nam mình có ba tổng giám giáo phận. Thứ nhất là giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế. Thì ở ba nơi này thì có ba đức tổng. Thì quý vị thấy không, từng đoàn người để đi đến viếng cái chương trình lễ tang. Quý vị và các bạn thấy không? Không hẳn là người Việt Nam mà có rất là nhiều lượng người nước ngoài để mà đến viếng. Tôi cho rằng ở đây có hai lượng khách, một là khách du lịch, họ đến để viếng nhà thờ Đức Bà, và phần thứ hai đó là cái lượng giáo dân đến viếng Đức Tổng. Chị thấy không? Một cái quan cảnh. Bây giờ là ngày thứ sáu vào lúc 11 giờ. Đầu đường này là đường Đồng Khởi nha quý vị và các bạn. Một tí nữa tôi sẽ về cái chương trình lễ tang. Nhìn tổng thể về vào từ ngoài vào nhà thờ Đức Bà thì chúng ta sẽ thấy chữ vô cùng thương tiếc Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đồng. Vô cùng thương tiếc Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đồng. Từ xa thì ta cũng thấy cái toàn là một cái màu tím. Nhà thờ Đức Bà đang trùng tu ở phía ngoài, nhưng mà phía bên trong nhưng mà vẫn giữ được cái nét cổ kính của nhà thờ thời Pháp thuộc. Đây là từng đoàn người đi viếng Đức Tổng. Bạn thấy không? Từ
xa vào thì đã thấy những cái âm thanh. Quý vị và các bạn thấy không, từng đoàn người, bốn người một đoàn, tất cả đều được phát tang nếu những người đi viếng đồng ý đổi tang. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đa phần thì mọi người giáo dân, có thể là trong giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là giáo phận khác đều đổi tang và chờ đến lượt mình. Còn với cái kinh nguyện thì chỉ đọc một kinh lạy cha, kinh tinh kính và sướng một cái bài hát. Ở phía sau ra xa có từng đoàn người rất đông đang chờ, và hình như rằng là người nước ngoài thì không được vào, người nước ngoài thì không được đến viếng. Quý vị và các bạn, tôi đã đến viếng Đức Phaolô Bùi Văn Đồng. Tuy nhiên rằng là do cái quy định chung là bước vào nhà thờ không có được chụp hình chụp ảnh, cho nên cũng không lưu lại cho quý vị và các bạn xem và thấy được cái hình ảnh nào. Tuy nhiên thì tôi thấy rằng là Đức Tổng nằm trên một cái hàng rất là đơn sơ, không có cái gì gọi là xung quanh bài trí một cái phong cảnh rất là bình thường, bình dị, cũng không có nghĩa rằng là không có một cái thường giống như một số mà chính xác như thế nào đó hoa nến. Thì một đoàn người vào thì gồm có bốn người, sau đó thì chỉ một người xứng kinh có cái nội dung sẵn của cái kinh nguyện, và tiếp đến là sẽ bước thẳng vào trong phía trong, và chỉ còn một người đại diện thắp nén hương cho Đức Tổng mà thôi. Thưa quý vị và các bạn, ở đây là phía bên ngoài của nhà thờ.
bên ngoài nhà thờ. Ngài chương trình lễ tang hình như là tối nay 8 giờ sẽ có lễ, và sau đó thì chuyển về tòa tổng